Đây là chương trình Thiên Đàng Tại Thế khởi đi từ Thiên Kim Bồng Lai Tên Cảnh, núi Diên Tân, thành Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, trung tâm phát điện quang ánh sáng của càn khôn vũ trụ từ cha trời Kiều Nguyên Tá, ban truyền khắp địa cầu. Kính chào quý chư vị và khán giả của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, kính chúc quý vị một ngày an lạc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trân trọng tiếp tục cống hiến đến quý vị những bài thi thơ và thi viết của các chư vị gửi về kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các chư vị đã cống hiến và ban rãi tình yêu thương bằng những lời minh triết sáng suốt đến với muôn người. Và bây giờ chúng tôi kính mời các chư vị và các khán giả lắng nghe các bài thi thơ và thi viết đặc sắc hôm nay. Đầu tiên là bài số 71 của tác giả Dương Thị Chuyên. Con Dương Thị Chuyên, chắp tay con lạy Thượng Tòa, chắp tay con lạy Vua Cha Ngọc Hoàng, Cha Kiều Nguyên Tá, lại trên tứ trụ Cha Ban, Hội đồng Tiên Thánh giáng trần cứu dân, đội ơn Phật Tổ Đại Nhân, các con ở dưới cõi trần lầm sai, u mê tăm tối trầm luân bao đời. Nay con cầu nguyện tòa trời, Cha Kiều Nguyên Tá giáng trần hiện nay, cùng mười phương chư Phật thứ tha, các con ở cõi ta bà, bấy lâu lầm lỗi tạo bao nghiệp đời, cho nên lệnh của tòa trời, chép ghi cân nhắc ngày mai hóa hình. Nguyện cầu con được nảy sinh, cõi dương thanh bình bốn phương, ơn cha mở lòng xót thương, cho con hoa nở cõi dương liên hồi. Ngày nay đang lúc mạc đời, nguyện cầu cha mẹ cho con nãy trồi, bốn phương tám hướng cõi đời, đội ơn cha mẹ ban lời xá ân, xin cho trọn phép rồng tiên, hội đồng tiên thánh giáng trần màng ba. Chấp bút 3 giờ 53 phút ngày 28 tháng 8 năm 2021. Tiếp theo là bài số 72 của tác giả Nguyễn Thị Nhi. Con xin cống hiến bài thơ Cảm nhận của con về cha. Tình yêu của vị Chúa Tể càng khôn, bao la rộng lớn làm sao nghĩ bàn. 38 nhạc thần tiên khai hội, gột rửa tâm phàm dự hội rồng mây. Tâm hồn con hòa vào cha trời mẹ đất, phiêu lãng chốn non bồng thoát khỏi cõi trần ai. Châu thân con rung động hạnh phúc thôn tả xiết, ngất ngây theo điệu nhạc của đất trời. Tìm chân lý đâu xa nơi cha đó, lắng động nghe để cảm nhận lý vô vi. Thần thái cha oai phong lẫm liệt, khí thế hào hùng rung chuyển càn khôn, vô cực đại trí tôn đại thiên tôn, huyền cơ vi diệu bất khả tư nghị, khai thông bản thể để hiểu chính mình, thanh tịnh cực đại thanh tịnh. Đó là tầng giới vô vi con mong tiếng, tiểu hồn con hòa cùng đại hồn cha, không giới hạn cùng của càn khôn vũ trụ, vô cùng tận hư không tiến hóa và biến hóa. Hoa ưu đàm nở khắp muôn nơi, là loài hoa đến từ thiên giới, báo hiệu ông 12 cha tá đã xuống trần, đưa cõi giống rồng tiên về nền văn minh Di Lạc, nền văn minh của điện quang ánh sáng. Thiên đàng tại thế xuất hiện tại Nam Bang, đời mới tiên đức an vui và như ý. Hãy nhìn đời bằng tâm thành độ lượng, cộng thêm vào lòng nhân ái bao dung, để cảm nhận bằng tâm cha trời đã xuống lập đời kỷ nguyên tiên đức tại thánh địa đại Nam Bang. Kính bút ngày 4 tháng 10 năm 2021, con Nguyễn Thị Nhi, tổ 20, ấp Mỹ Đông 3, xã Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Con viết bài này không phải thi cảm nhận vũ trụ và tình yêu, mà là cuộc thi thơ đang diễn ra trước. Do kiến thức con nông hạn, con chỉ có tấm lòng, có gì sai sót, mong cha và chư thiên vị thứ lỗi cho con. Bài số 73 đăng dưới tài khoản Diêm Nguyễn. Con kính chào cha Kiều Nguyên Tá cùng các chư thiên vị Phật tin thánh. Kỷ nguyên thánh đức, vì thương con, cha mẹ hạ phàm, ban pháp hành cứu đàn con thơ. Nay tỉnh ngộ, con về hợp nhất cùng mẹ cha, đại nam bang thiên đàng tại thế. Điển quang bao phủ khắp càn khôn, nắng dịu nhẹ ấm áp tình cha. Vạn vật muôn loài cùng hát khúc hoan ca, tám chữ vàng con mãi thực hành. Kỷ nguyên mới cha dành con hiếu tử, thụ hưởng thiên đàng tại tân thánh cầu tân thánh pháp. Cha cùng con học biến hóa, cùng tiến vào đời tiên đức, đi mây về gió ngao du niết bàn. Mỗi ngày an vui học, mãi thành thơ Phật. Phật tiên sống đời hợp ý mẹ cha. Chúng tôi xin tạm dừng đọc những bài thi thơ hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục các bài thi thơ trong các chương trình lần sau. Và tiếp theo chương trình là diễn đọc các bài thi viết về bài hát vũ trụ và tình yêu. Kính mời quý chư vị và quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Đầu tiên là bài thi viết của tác giả Nguyễn Thị Cẩm Hương. Con kính chào cha Kiều Nguyên Tá và ban biên tập kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Được biết cha Kiều Nguyên Tá có tổ chức cuộc thi viết về bài hát vũ trụ và tình yêu. Sau một thời gian theo dõi kênh và được nghe những lời giáo huấn và ngọc từ cha, hôm nay con xin được mạn phép viết vài dòng về cảm nhận của mình về bài hát như sau. Kính thưa cha, từ khi con có duyên được nghe những lời giáo huấn và được nghe những tuyệt tác âm nhạc do cha sáng tác, con biết con đã tìm được chân lý mà bấy lâu nay con luôn mong mỏi. Như một cơ duyên cha sắp đặt để con được tìm về với cha, với cội nguồn. Và con đã khóc vỡ òa như đứa trẻ khi cảm nhận được những lời cha dạy. Như chúng ta đã biết, loài người nói riêng và tất cả các sinh vật hiện hành nói chung đang sống trên trái đất, trên tinh cầu này. Quả tinh cầu mà chúng ta đang sinh sống là một trong số các hành tinh của vũ trụ bao la, nơi mà cha Ngọc Hoàng Thượng Đế đang ngự trị. Trong vũ trụ có chứa tinh cầu, trong tinh cầu có chứa loài người. Cha vô cực đại trí tôn, đại thiên tôn ôm trọn càn khôn vũ trụ, và cha có ở khắp mọi nơi, luôn bên cạnh các con khi cần cha. Tình yêu của cha trời và mẹ đất là tình yêu bao la vô cùng cực. Tình yêu ấy có trước tất cả mọi loài trong vũ trụ. Không biết dùng lời lẽ nào để diễn đạt được hết tình yêu của trời đất. Nhưng có một điều con biết được, đó là chỉ cần nơi nào có tình yêu, được sự bao dung, lương thiện, thì nơi đó có bình yên và bác ái. Cũng như khi chúng con dùng tình yêu của mình tưởng nhớ đến cha trời, mẹ đất, thì cha mẹ sẽ cũng dùng tình yêu để chở che, bảo vệ chúng con. Sống trong chốn hồng trần đầy hỉ nộ ái ố, đầy cạm bẫy và bất công, có lúc con cũng đã đau khổ và tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng rồi con mơ hồ nhận ra trong tiềm thức rằng vẫn sẽ có một chân lý ánh sáng nào đó trong cõi vô hình
để tâm hồn được dựa vào mà vượt qua nghịch cảnh. Rồi hôm nay con được gặp cha, được nghe lời hát từ cha ban, con đã được khai thông tâm thức rằng chân lý con đi tìm bấy lâu nay chính là cha. Nguồn ánh sáng vô tận chói rọi khắp thế gian, người ở nơi rất xa nhưng lại rất gần bên con. Ôi tình yêu và vũ trụ, lời ca vang trong đất trời, đánh thức tất cả muôn loài vạn vật, đánh thức u mê lạc lối, để hòa quyện cùng mọi tầng trời, để đưa con đến được bên cha. Cha ơi, cõi tạm hồng trần, con nay đã hiểu muốn gần bên cha. Vai tuồng con diễn cho ra, bởi nơi cõi tạm cách xa thiên đàng. Hôm nay con thấy nhẹ nhàng, vì con thức tỉnh nghe lời cha ban. Cha đã hạ xuống thế gian, bởi thương con trẻ chịu màn đảo điên. Từ nay đau khổ triền miên, đến hồi chấm dứt cõi tiên hiện hình. Tình yêu cha mẹ sẵn dành, con xin đáp trả thiện lành ráng tu. Kính cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn. Tiếp theo là bài thi viết của tác giả Minh Nguyệt. Con Minh Nguyệt xin kính chào cha trời Kiều Nguyên Tá cùng các chư thiên vị Phật, Tiên, Thánh. Nhờ hữu duyên, con được biết tới kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, Vũ Trụ và Tình Yêu là bản nhạc đầu tiên của kênh. Trong đó, khiến con ấn tượng nhất là bài hát cùng tên với chủ đề, cũng là bản nhạc đầu tiên con được nghe và biết tới. Con xin nêu cảm nhận của mình về bài hát Vũ Trụ và Tình Yêu. Mở đầu bài hát là lời kêu gọi nhân loại hãy thương yêu lẫn nhau. Trong xã hội hiện nay, tình yêu giữa con người gần như không còn. Các cường quốc chạy đua vũ trang, mặc dù đó là thứ có khả năng hủy diệt trái đất và khiến quá trình tiến hóa của nhân loại trở về con số 0. Con người chém giết lẫn nhau, mắng nhiếc, lăng mạ nhau. Giới trẻ đam mê thế giới ảo mà quên đi thế giới thật, mất đi những mối quan hệ xã hội thường ngày, trở nên vô cảm. Trong gia đình, các thành viên lạnh nhạt và không quan tâm lẫn nhau, tạo khoảng cách giữa mọi người. Tổ ấm bây giờ trở nên không đúng nghĩa với nó vốn có. Trong giáo dục, bạn bè không yêu thương giúp đỡ nhau mà chỉ chăm chăm soi mói, chỉ trích, dìm người khác xuống. Thầy cô giáo dần mất đi tâm huyết với nghề và tình yêu với học sinh. Trong bộ máy nhà nước, quan lại tham ô, bóc lột người dân. Xã hội trở nên hỗn loạn, không ai để tâm đến tình yêu con người. Mặc dù tình yêu thử đi trên cùng của vô tận, khiến cuộc sống trở nên vui vẻ, hạnh phúc, hòa nhã, bình an hơn. Mẹ đất và cha trời, dù gồng mình gánh chịu hậu quả của những đứa con bất hiếu, không nhớ tới sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ, nhưng vẫn mở rộng lòng yêu thương với tất cả muôn loài vạn vật, để âm ba trùm phủ khắp mọi tầng trời. Tình yêu của cha trời mẹ đất dành cho muôn loài vạn vật là vô vàng. Cha luôn nhắc nhở các con phải sống theo 8 chữ vàng: tha thứ, thương yêu, từ bi, bác ái. Tình yêu cha trời mẹ đất luôn dành cho các con yêu quý thật vô cùng cao cả. Đúng là tình yêu vô tận và an hưởng đời đời. Tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Tình yêu thật tuyệt vời. Tình yêu đem lại hạnh phúc cho muôn loài. Tình yêu giúp con người và vũ trụ tiến hóa và biến hóa để đạt được mục đích cuối cùng, âm ba vang vọng, tha thứ và thương yêu. Con cảm ơn cha trời mẹ đất
đã ban cho chúng con tình yêu thương vô bờ bến, cho con sống hạnh phúc và no đủ, nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Con viết mấy dòng nói lên nỗi lòng của mình, và không phải con tham gia viết bài để mong được nhận giải thưởng. Vì tình yêu thương cha dành cho con là giải thưởng vô giá nhất rồi ạ. Con kính cha và các chư thiên vị. Hà Nội, 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Con Minh Nguyệt kính cha. Và cuối cùng là bài thi viết của tác giả Bùi Thoại Anh. Tình yêu thương là loại điểm quang mạnh nhất trong vũ trụ. Trong vũ trụ này có tồn tại một loại điểm quang cực lớn mạnh. Loại điểm quang này chính là tình yêu thương. Tình yêu thương là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận lại. Tình yêu thương là lực hấp dẫn, bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn, hấp thụ lẫn nhau. Tình yêu thương là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có và tăng lên gấp bội. Nó khiến con người không đắm chìm trong sự ích kỷ mù quáng và bị hủy diệt. Tình yêu thương có thể gợi mở mọi vấn đề. Vì tình yêu thương mà chúng ta sống rồi chết đi. Tình yêu thương chính là thần linh, và thần linh cũng chính là tình yêu thương. Câu hát: tình yêu vô tận và an hưởng đời đời. Trong ngọt mát của tình yêu, có trước tất cả vạn loài, có trước đất và trời. Cho thấy tình yêu đã hiện hữu từ rất lâu, từ trước khi có sự xuất hiện của quả địa cầu nơi chúng ta sinh sống. Tình yêu từ lúc sơ khai của Đức Cha Trời, Mẹ Đất với thiên nhiên, muôn loài, đến từng thân, tình mẫu tử, tình yêu giữa các loài vật, vân vân. Chúng ta đang được đắm chìm trong sự bao bọc của tình yêu, dù vô hình hay hữu hình. Từ ngàn đời xa xưa, con người chúng ta đã được Cha Trời, Mẹ Đất dạy bài học đầu tiên, đó là yêu thương. Nếu chúng ta không có tình yêu thì cuộc sống của chúng ta sẽ không trường tồn. Nếu chúng ta sống với khả năng tối cao nhất của vũ trụ là tình yêu thương, chúng ta thưởng thức và sống trọn vẹn ý nghĩa nhất từng khoảnh khắc. Khi bạn yêu thương một bông hoa, bạn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp sâu sắc nhất của chúng. Khi bạn yêu bầu trời, bạn hạnh phúc trọn vẹn mỗi khi nhìn thấy chúng. Khi bạn yêu những người xung quanh, bạn sẵn sàng làm những điều tuyệt vời bởi nội lực tình yêu phát từ bên trong. Có phải bạn sẽ chẳng bao giờ mệt khi làm một điều gì đó tốt đẹp cho người mà bạn yêu thương sao? Một người mẹ sẽ có năng lực phi thường khi ai đó đe dọa đến an toàn của đứa con mình. Đó chính là sức mạnh tuyệt vời, kỳ diệu của tình yêu. Nhờ có tình yêu, chúng ta sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến người khác. Nói xấu, buộc tội, mỉa mai, chỉ trích, vân vân sẽ không bao giờ tồn tại. Khi một xã hội ai cũng sống trong tình yêu thương, sự sở hữu sẽ không còn hiện diện. Bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ của mình cho những người xung quanh. Sẽ không còn cần đến pháp luật và cảnh sát nếu như chẳng ai làm điều xấu. Sẽ không còn những tranh chấp, chiến tranh hay luật pháp, vì tất cả sẽ tuân theo một quy luật căn bản nhất của vũ trụ này là tình yêu. Và một người không thể yêu được bản thân mình thì sẽ không thể yêu được một ai. Chỉ khi bạn học hỏi để hiểu biết, để chăm sóc, để yêu thương cái cây ở cạnh mình, thì sau đó bạn mới có thể yêu thương cả khu rừng. Vì thế, tình yêu là chân lý của vũ trụ,
Thượng Đế, Đức Cha Trời, Mẹ Đất đã ban cho nhân loại tình yêu bất diệt. Chúng ta phải giữ ngọn lửa tình yêu mãi mãi trường tồn với thời gian để được sống trong thiên đàng của chính mình. Thoại Anh phóng tác ngày 8 tháng 10 năm 2021. Chương trình của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý chư vị và khán giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Để video này đến được với nhiều người hơn, quý vị hãy nhấn like, thích bên dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.